Kính thưa quý vị và các bạn, trong tay tôi đó là cái luật thi hành án dân sự. Thì sáng nay có một cái khách hàng họ nói với tôi rằng là tôi cần lắm cái giấy ủy quyền thi hành án, và tôi cũng đã hướng dẫn cho họ về việc ủy quyền thi hành án. Thì thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi cũng muốn nói cho quý vị và các bạn về những cái vấn đề ủy quyền. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái giấy ủy quyền nha quý vị. Thưa quý vị và các bạn, cái vấn đề ủy quyền thì cơ bản nó là như thế này. Nếu như trong trường hợp mà mình không thể trực tiếp đi được thì mình có thể ủy quyền ra cho người khác để giúp mình làm cái công việc đó. Thì trong cái phần chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi nói về vấn đề ủy quyền và một số nội dung cơ bản của nó. Thưa quý vị và các bạn, đơn cử là bây giờ hôm nay là tôi mua một miếng đất ở Bình Dương, nhưng nhà tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Do cái việc mà đi lại khó khăn thì tôi ủy quyền cho một cái anh dịch vụ để anh hoàn tất cho tôi những cái thủ tục gọi là sang tên đăng bộ. Và thế là tôi đã đến phòng công chứng với cái cơ sở pháp lý là mua nhận chuyển nhượng cái quyền sử dụng đất, và tôi đã ủy quyền cho anh toàn bộ để sang tên đăng bộ và nhận bản chính đem về cho tôi. Một cái trường hợp mà mình dễ thấy nữa đó là ủy quyền để tham gia tố tụng. Hôm nay là tôi có một cái vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tiền ở tòa. Tuy nhiên rằng là bây giờ do cái tính chất công việc phải đi lại nhiều lần, cho nên tôi ủy quyền cho một người nào đó, có thể là ủy quyền cho luật sư, ủy quyền cho ai đó giúp tôi tham gia tố tụng, giúp tôi để làm những cái việc gì đó và báo cáo lại cái tiến độ cho tôi. Còn hôm nay ủy quyền đó là ủy quyền đến thi hành bản án. Tôi có tranh chấp, khởi kiện ở tòa để tranh chấp một cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Và sau khi có cái phán quyết thì tòa án công nhận cái hợp đồng. Và do cái tính chất công việc thì tôi không thể mình thực hiện được, thì tôi ủy quyền cho người khác giúp tôi làm công việc này. Tôi có một cái vụ kiện ly hôn và chia tài sản chung vợ chồng. Tôi cũng không tiện đối mặt với lại ông chồng và bà vợ của tôi. Tuy nhiên là sau khi tòa án mà phân chia giá trị tài sản là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, thì tôi đã ủy quyền cho người khác là ủy quyền thi hành án. Nhiều lắm quý vị, nhiều và nhiều lắm cái việc ủy quyền. Vậy thì bây giờ mình quay về vấn đề chính. Ủy quyền như vậy thì nó gồm có những nội dung gì? Thưa quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp ủy quyền thì chắc chắn là phải có hai chủ thể. Chủ thể thứ nhất là cái người ủy quyền. Người ủy quyền có thể là người khởi kiện, có thể là người nhận chuyển nhượng, có thể là người được thi hành án. Những cái người mà theo quy định của pháp luật họ là chủ sở hữu, cũng có thể là ủy quyền để khởi kiện tranh chấp nữa. Rất là nhiều cái quyền theo quy định của pháp luật mà họ là người có tài sản, mà họ là người có yêu cầu. Còn cái bên được ủy quyền thì luật không có quy định gì hết. Tuy nhiên luật quy định là người được ủy quyền là người đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ là đủ rồi. Như vậy nha quý vị và các bạn, trong cái nội dung ủy quyền có những cái vấn đề như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, tôi có đưa ra những cái nội dung ủy quyền như thế này. Ví dụ như tùy theo cái đối tượng, ví dụ như hôm nay tôi làm ủy quyền thi hành án, thì sau khi có cái bản án, sau khi có quyết định ở tòa án, thì tôi ủy quyền cho cái người nào đó giúp tôi làm cái việc thi hành án. Tôi ủy quyền cho một người nào đó đến ngân hàng lấy cho tôi một số tiền là 100 triệu. Tôi ủy quyền cho một ông A nào đó để
tại cái tòa sơ thẩm tòa án nhân dân huyện Củ Chi để tham gia tố tụng với tư cách là nguyên đơn. Tôi ủy quyền cho ông B khiếu kiện một cái vụ kiện hành chính tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Rất rất là nhiều cái gọi là cái đối tượng của hợp đồng. Và bây giờ vấn đề thứ hai nữa là phạm vi khởi kiện. Cái phạm vi khởi kiện này nó có thể là rộng hoặc nó có thể là hẹp. Ví dụ như bây giờ tôi đang nói là một cái vụ kiện mình khởi kiện ở tòa, thì bây giờ mình không biết nó dài nó ngắn như thế nào, thì mình có thể thỏa thuận là bây giờ hôm nay hiện tại tôi đang khởi kiện ở tòa án huyện, quận, thì bây giờ tôi chỉ ủy quyền cho họ đến tòa án nhân dân quận, huyện và thôi. Còn nếu như trong trường hợp mình sẽ ủy quyền một cái phạm vi dài hơn, tức là ủy quyền cho đến khi bản án có hiệu lực pháp luật. Cũng như vậy, trong cái việc mà ủy quyền mà sang tên đăng bộ, thì tôi chỉ ủy quyền cho họ trong cái việc thực hiện cái nghĩa vụ thuế nè, nộp đơn nè, còn bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôi lấy. Cũng có thể rằng mình chỉ ủy quyền tới cái chuyện là tới cả cái người được ủy quyền là lấy luôn cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy cái phạm vi thủy cái, như vậy cái phạm vi ủy quyền có thể là rộng, có thể là hẹp, tùy theo cái sự thỏa thuận của các bên trong vụ kiện. Và một vấn đề tiếp theo trong cái hợp đồng ủy quyền, trong cái giấy ủy quyền, thì chúng ta sẽ nói về thù lao ủy quyền. Thì thông thường có hai dạng. Thứ nhất là thù lao theo thỏa thuận, là có phí đó quý vị và các bạn, hoặc là thù lao là hợp đồng ủy quyền không có thù lao. Thì thôi, những cái vấn đề đó thì tôi sẽ đưa ra những cái một cái video khác. Cái quan trọng nhất là thời hạn ủy quyền. Thời hạn ủy quyền thì có thể rằng là chúng ta chỉ yêu cầu cái người được ủy quyền đến một cái thời hạn nào đó, hoặc có thể làm suốt trải dài. Thì như vậy trong cái việc mà thực hiện cái việc ủy quyền do các bên tự thỏa thuận. Còn nếu trong trường hợp các bên không tự thỏa thuận thì ủy quyền mặc nhiên hết hiệu lực pháp luật. Thì thông thường nếu lấy cái mốc thời gian là không có thỏa thuận, thì nếu hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì ủy quyền hết hiệu lực là ngày 1 tháng 1 năm 2019. Thế nha quý vị và các bạn, trong cái nội dung ủy quyền, cái phạm vi ủy quyền, cái thù lao ủy quyền nó có những cái vấn đề, và tôi cho rằng trong hợp đồng ủy quyền nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Sắp tới thì tôi sẽ làm cho quý vị và các bạn một cái video có tên là phân biệt giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền, để quý vị và các bạn hiểu thêm về bản chất của ủy quyền là như thế nào. Kết lại một cái câu chuyện thì tôi cũng muốn nói với quý vị và các bạn như thế này. Nếu trong trường hợp mình là người được ủy quyền, mình phải hiểu cái bản chất ủy quyền là gì. Bản chất ủy quyền là nhân danh và làm công việc gì đó. Còn tất cả những cái quyền và lợi ích thì sẽ là của người ủy quyền. Một số hiện tại một số cái dịch vụ họ biến tướng cái ủy quyền bằng hình thức là ủy quyền định đoạt toàn bộ cái tài sản, dẫn đến những cái tình trạng mà dở khóc dở cười. Ngược lại, đứng ở vai trò người được ủy quyền thì chúng ta cũng phải thật tỉnh táo. Một cái nhiệm vụ duy nhất của chúng ta là thay mặt và nhân danh cái người mà ủy quyền cho được ủy quyền cho mình á, để làm một cái công việc và chúng ta nhận thù lao. Để tránh những cái trường hợp mà mua bán bằng ủy quyền mình rất là khó, mình nói rằng mình ủy quyền ai tin? Vì nếu ủy quyền tại sao không ký hợp đồng chuyển nhượng, tại sao không ký hợp đồng mua bán nhà,
mà lại ký hợp đồng ủy quyền. Trong khi đó nó vẫn còn đó những cái chứng cứ khác cho rằng đây là cái phần đất, đây là cái nhà mà tôi mua. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, cái mong mỏi, cái trăn trở của luật sư rằng tất cả những người Việt Nam đều phải biết những kiến thức cơ bản nhất để tự mình bảo vệ mình trong cái cuộc sống ngày càng phát triển. Và nếu quý vị và các bạn, trong trường hợp quý vị và các bạn không biết, không hiểu, thì các bạn không thể nào tự mình bảo vệ mình và những người thân, người quen của mình. Mong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta sẽ phát triển hơn nữa để cho cái kiến thức người dân để còn cập nhật, nâng lên so với những cái quốc gia lân cận. Đó là cái mong mỏi của chương trình Dân ta phải biết luật ta của Văn phòng Luật sư Đoàn Gia Phúc. Tôi xin trân trọng cảm ơn.